Lý do mùa hè nên đi tập gym vào buổi sáng. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bạn chăm sóc sức khỏe và cải thiện vóc dáng của mình. Tuy nhiên, bạn có biết rằng đi tập gym vào buổi sáng có nhiều lợi ích hơn là buổi chiều hay buổi tối không? Dưới đây, mình sẽ bật mí cho bạn một số lý do bạn nên thử đi tập gym vào buổi sáng nhé. 1. Tăng cường năng lượng và tinh thần. Khi bạn đi tập gym vào buổi sáng, cơ thể của bạn được kích thích sản sinh nhiều endorphin, một loại hormone bạn cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Bạn cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả. 2. Giảm cân và duy trì vóc dáng. Nếu bạn đi tập gym vào buổi sáng, bạn sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn trong suốt ngày. Bởi vì cơ thể của bạn đang ở trạng thái đốt cháy mỡ liên tục, bạn cũng có xu hướng ăn uống lành mạnh hơn và tránh được những cơn thèm ăn vặt vào buổi chiều hay tối. 3. Tránh được nắng nóng và đông đúc. Mùa hè là mùa của nắng nóng và đông đúc. Nếu bạn đi tập gym vào buổi chiều hay buổi tối, bạn có thể phải chịu đựng cái nóng oi bức và không khí ngột ngạt trong phòng tập. Bạn cũng có thể phải sắp xếp chờ đợi hàng giờ liền để sử dụng các thiết bị. Đi tập gym vào buổi sáng sẽ giúp bạn tránh được những phiền toái này và có một lý do thoải mái và riêng tư hơn. 4. Tạo thói quen và kỷ luật. Đi tập gym vào buổi sáng là một cách để bạn tạo thói quen và kỷ luật cho bản thân. Bạn sẽ phải dậy sớm và chuẩn bị cho mình một buổi tập. Bạn cũng phải lên kế hoạch cho việc ăn uống và nghỉ ngơi sau khi tập. Điều này sẽ giúp bạn có một lối sống lành mạnh và cân bằng hơn. 5. Tận hưởng không khí trong lành và thiên nhiên. Nếu bạn chọn đi tập gym ở những nơi có không gian mở như công viên hay bãi biển, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những không khí trong lành và thiên nhiên xinh đẹp vào buổi sáng. Bạn có thể đón bình minh, nghe tiếng chim hót hay cảm nhận gió lành mạnh. Điều này giúp bạn thư giãn và giảm stress rất nhiều. Vừa rồi là một số chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Dreams keep flying.